Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Béo Chibi. Hôm nay chúng ta sẽ review, giới thiệu về những cái ba lô đi học các bạn. Cặp ba lô đi học ha. Thì mình sẽ đây giới thiệu sơ lược. Đây là đơn hàng của là Ngọc Duyên nè, ở Bình Thuận. Thì bạn đặt ba cái ba lô ha, cái mỗi cái là 110.000. Đây à, đầu tiên là bạn đặt là một cái ba lô nè. Ba lô đằng sau nó có cái lưới bự nè ha. Đó, lưới bự thấy không, có dây đeo, hai dây đeo thì mình nới được nha. Đây, cái này là đằng sau, à đằng trước nè, cái này đằng trước nha. Đó, đó. Bên hông thì nó có nhiều, có cái học nè. Đây nó bị hẹp rồi, trên nha, có học. Học này thì mình bỏ gì cũng được, chai nước, bình nước gì đó ha. Dây kéo nè, bên đây cũng có học, có vậy luôn ha. Đây, ở đây là lưới, mình bỏ cái gì đó tùy mình. Ở trong thì nó có hai học nha, rất là tốt, dày luôn, hai ngăn chứ không phải hai học, hai ngăn. Đó. Đây là mẫu lưới nè, nha. Rồi tiếp theo bạn đặt thêm hai cái này nữa, hai cái này thì nó giống nhau ha, sắp giới thiệu một cái thôi, nó hai cái này nó giống nhau. Thì đây học này thì nó có cái phản quen nè, hai cái túi ở trên. Túi này đều có dây kéo hết ta, đó. Túi này có lưới nè, ở ngoài có dây kéo. Bên đây có cái hộp luôn, hộp này thì không có dây kéo ha, để mình bỏ nước. Nó có phản quang nữa nè, đi tối nó đèn nó rọi nó sẽ chiếu ha, thì nó sẽ đỡ nó giao thông đó, người ta khi giao thông mà thấy chiếu người ta sẽ né mình ha. Còn nhiều bạn đi bộ hoặc đi xe đằng sau á, thì người ta không thấy. Ở trong thì nó cũng có hai ngăn ha, đó, chắc chắn loại này nó chắc chắn chắn. 110.000 nha, cái này thì do là nó sắp để nó phồng lên, giờ mình bỏ đồ vô nó sẽ phồng lên rất là đẹp ha. Đây cái này nữa bự lắm, à đây nó có một cái ngăn nữa nè, ngăn kéo nè, cái kia cũng có ngăn kéo đây luôn ha. Đó, ngăn kéo đó, bạn đặt ba cái này là mình sẽ đi review giới thiệu sơ vài mẫu ba lô nữa nha. Ba lô đi học này nó sắp để chồng lên nhau á, nên là nó xẹp xuống nó nhìn không thấy. Ba lô này 55.000 nè ha, có hai chú thỏ và The Gritima ha, màu vàng nè, panda ha, panda ba chú gấu màu hồng, panda ba chú gấu màu đen nữa nha, nơ ha, nơ màu nơ, ba lô nơ nè. Mẫu này tiếp theo ha, đó, vỏ sách này 110.000 nè, đó ha, 110.000, có hình cô gái chụp hình ở trong nè, ba lô có dây đeo chéo. Tiếp theo sắp còn nè, mẫu này ha, mẫu này là 210.000, loại tốt nè. Mẫu này nữa Pony cầu vòng 210.000. Còn mấy cái mẫu trong suốt nữa nè ha, trong suốt nè. Loại này đi học thêm 40.000. Loại sách panda. Đây loại trong suốt nè, loại sách tay chéo nè, mình đi học thêm ha, 46.000. Nè, loại mẫu có xe đạp, loại bằng da nè, có một khóa gấu nè. Ha, loại này tốt, loại này 150.000 nè. Đó, mẫu này 150.000 luôn. Đó, màu hồng, màu đỏ, màu cam nè ha, màu đen nha. Đó, nó có một khóa, khóa cốp xe đạp. Đây mẫu Hello Kitty ha, 110.000. Đó, 110.000 bằng da ha, có đeo chéo luôn, rất là dễ thương. Tiếp theo là ba lô mèo nè, 180.000 ha, 180.000. Ba lô hoa cúc ha, ba lô hoa cúc 160.000. Này 160.000 luôn nè. Ba lô ba chú mèo nè, có cái hộp bút tròn ten đây nữa nè, 180.000. Ba lô hoa cúc có ba lô ha, có cái hộp bút luôn. Thêm này ba lô hình chú gấu nè, có hộp bút 50.000, ít 150.000. Tiếp theo là Doraemon tròn ten ha, 10.000 nè. Lỗi, Doraemon đeo chéo ha, 110.000 bằng da. Và Hello Kitty có kim tuyến nè, 210.000. Và các bạn hãy đặt hàng đi, gọi điện 0937899707 nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Facebook là Béo Chibi, Zalo cũng số điện thoại 0937899707 luôn nha.